nhóm cho vay tín chấp lãi suất trên trời tại Đồng Nai. Ngày 20 tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm nhóm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Trước đó, vào khuya ngày 15 tháng 11, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh đập, đe dọa, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ có nghi vấn liên quan đến tín dụng đen tại một quán nước giải khát trên địa bàn khu phố 3, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và khống chế bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 4 đối tượng, bao gồm Nguyễn Đức Thắng, 33 tuổi, và Tạ Văn Thiệp, 26 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Hải Phòng. Nguyễn Thanh Hồng, biệt danh là Hồng Đen, 38 tuổi, và Phạm Mạnh Tuấn, 29 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Nam Định. Nạn nhân bị những đối tượng này khống chế đánh đập, đe dọa, uy hiếp cướp tiền của chị PTT, 45 tuổi, thường trú tại khu phố Gia 1, phường Trảng Giài. Khám xét nhanh nơi ở của các đối tượng trên, trong đó có tiệm cầm đồ Thắng 15 tại tổ 7, khu phố 4C, phường Trảng Giài, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Qua tài liệu thu thập ban đầu phát hiện, những đối tượng trên đã có nhiều nạn nhân vay tiền với lãi suất rất cao. Vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.